Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, chơi gì đâu mà sao thua hoài vậy? Thắng cái coi. Ôi, thua tiếp rồi, trời, cái game gì đâu mà tức dễ sợ luôn à. Chơi hoài mà không thắng vậy. Ui, tức quá, cơ luôn cái máy luôn. Thấy mà bắt giác. Sam ơi, mà làm cái gì vậy? Trời ơi, cái máy tính của tôi mà. Mà làm cái gì vậy? Trời ơi. Máy tính kia của ông, trời ơi, tức quá giờ cơ chứ sao vậy? Trời ơi, cái bà này thiệt luôn á. Trời, tôi có mỗi cái máy tính. Trời ơi, từ để lắp lại coi. Trời, cái máy tính của tôi đâu mất cái màn hình của tôi rồi. Bà có lấy cái gì vậy? Trả đây. Trời ơi, cái bà này thiệt luôn. Bà làm cái gì mà sao bà nóng giận quá vậy? Bà lấy cái máy cưa, bà cưa cái máy tính của tôi vậy? Tôi để nhờ cái máy tính bên nhà bà xíu xíu rồi mà bà cưa với tôi luôn rồi hả? Trời ơi, kệ, muốn tức gần chết là chơi game hoài. Tôi chơi không có được để tôi cưa chứ sao vậy? Trời ơi, bà chơi game thua rồi, bà chơi bà đặt máy tính luôn. Sao bà trẻ trâu quá vậy? Chỉ có mấy thằng trẻ trâu chơi game thua mới đặt máy tính thôi. Bà trẻ trâu quá vậy? Cái gì dám nói tôi trẻ trâu hả? Vô duyên. Ôi, ông phải nhìn kìa, cái game này khó gần chết à. Chơi sao vượt qua được? Mệt rồi. Trời ơi, mà cái game này là cái game gì mà Sammy kêu khó hả? Nè, cái game là game thoát khỏi trường học. Ôi, mà rõ ràng ông biết sao không? Tôi là được học một học sinh giỏi, giỏi ơi là giỏi. Mà tôi chơi cái game thoát khỏi trường học thì tôi thoát không có được. Thấy chưa? Trời ơi, cái game là đang chọc tức tôi mà. Trời ơi, không có liên quan gì luôn á bà nội. Tính ra là bà học sinh giỏi, bà chơi game dở thì có gì đâu mà nói. Đúng. Tính ra bình thường mà. Trời ơi, cái gì mà không liên quan, tôi học sinh giỏi. Là tôi vô chơi game thì tôi thoát ra khỏi, tôi phải giỏi chứ. Nhưng đằng này tôi chơi không có được cái chơi á, thấy chưa? Thôi rồi, mệt bà quá à. Có mỗi cái việc chơi game thắng thôi thua thôi mà cũng đập máy tính nữa, bà thiệt trẻ trâu cơ luôn á. Để tôi được rồi, bây giờ để tôi làm cho từ đầu tiên à. Ơi, cái màn hình ơi, nó bị lật rồi, tôi mở lại ra. Ông chết, chơi được đâu, tôi học sinh giỏi tôi chơi còn được, ông rồi sao chơi được rồi. Nè, bà là học sinh giỏi thì tôi cũng học rất là giỏi nha, bà đừng có nói thế nha, bà xem thường tôi hả? Coi tôi nè, tôi chơi cho bà coi, qua đây đứng à, qua đây đứng. Thôi ơi, để xem coi em chơi được không. Trời ơi, quá là đơn giản luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ đeo kính vô đã. Rồi, đeo kính vô xong bộ quần áo thay đổi màu luôn, ghê chưa? Đó, giờ tôi chơi cho bà coi nè, tưởng gì? Coi coi, chơi thử coi. Rồi, okay bạn ơi. Và bây giờ thì bọn mình đã vào trong cái tựa game Roblox của bọn mình rồi nè. Thì cái game Roblox này là game trốn thoát khỏi trường học nhớ bạn nha. Thì nãy mình có giới thiệu cho Sam rồi đó. Thì bây giờ Sammy có muốn chơi thử không? Dễ rồi, mày dễ ồm đúng không? Khuôn mặt của thầy giáo không? Thầy giáo hơi dữ á nha. Trời ơi, sao mặt ông nhăn đeo kính đi chăng ông vậy nè? Không, tôi thấy Sam làm giống thì có, tôi không có giống nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trò chơi nè. Chơi nè, bấm vô nút chơi nè. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ có dễ dàng và khó. Sammy muốn chơi dễ hay khó nè? Bây giờ mình sẽ chơi dễ chứ các bạn ơi. Đó, chơi dễ cùng với bạn fan đó. Không, tôi không muốn chơi dễ, tôi muốn chơi khó cơ. Đã thoát, đã gọi là vượt ngục thì chúng ta phải gọi là chơi khó đó mới vui, các bạn hiểu không? Đó, ok, vào nè. Bắt đầu thôi, thì vào hôm nay. Ủa, ủa sao có cái nhân vật này nhìn lão vậy? Ồ, hình như là phải mua skin á, nhìn là hơi bị dễ thương luôn. Ok rồi, và hiện tại bây giờ chúng ta đang ở trong trường học nữa bạn ơi. Thì trường học chúng ta sẽ thấy ở chỗ này là có một thầy giáo. Ô, thầy giáo đang nằm ngủ các bạn ạ. Oh my god. Ê, nhưng mà khoan, từ tôi để ý nha. Thầy giáo hình như hơi mập mấy bạn. Trời ơi, ông nghĩ sao giờ này mà ông còn ngủ là ông mập gì vậy đó. Trời ơi, ok, nhưng mà khoan từ, hình như là nhảy tưng tưng luôn à. Cái lò xo luôn mấy bạn, đỉnh vậy. Ghê thiệt sự, do bụng của thầy giáo bự quá bạn, cho nên là nhảy tưng tưng luôn nè. À mà quên nữa, mình có cái điều này mà mình phải nhắc với bạn nha. Đó chính là những thứ mà chúng ta đang chơi chỉ là ở trong game thôi, cho nên là cái này là game chứ không phải là đời thật nha bạn. Và ở ngoài đời thật á, là các bạn phải nhớ là phải nghe lời thầy cô giáo, phải biết lễ phép với thầy cô giáo nha. Còn này là game nha bạn nha, ok. Game thì những cái nhân vật ở trong đây là sẽ những nhân vật phản diện á, cho nên chúng ta mới phải trốn thoát thôi, chứ ở ngoài đời thật á thì thầy cô giáo lúc nào cũng thương yêu chúng ta cả. Ok. Và ở trong đây chúng ta đang thấy có một cái bản quy tắc quy định nè. Tôi sẽ không cái gì. Tôi cũng không đọc được, thôi kệ đi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vượt ngục nha các bạn nha. Đây để mình xem coi thoát khỏi trường học bằng cách nào đây. Ở chỗ này nó có cái dấu mũi tên, nó chỉ xuống dưới nè bạn. Hình như là nó kêu mình là phải lên trên đó hay sao á, để mình xem coi. Ở chỗ này có cái bàn. À, mình lấy được cái bàn nè. Ok, hợp lý rồi, tôi hiểu rồi. Hình như là mình phải lấy mấy cái bàn này mình xếp lên trên cao để mình leo lên đó sao. Ok. Đúng rồi, tại
Ok rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm cái bàn nữa nè. Sau đó mình sẽ bỏ lên trên đây. Đó, wow, hai cái bàn. Hay vậy. Rồi lấy thêm một cái nữa để mình leo lên. Ok, để thêm một cái ở dưới đây nữa đi. Ok, để rồi. Vô nè. Rồi nhảy lên cái bàn này, sau đó nhảy lên cái bàn này rồi nhảy lên trên đây. Ôi, wow. Chìa khóa hả? À, không, cái này là cái đồ để mở cái tu vít, tu vít. À, cái tu vít. Ủa vậy cái này là tôi tưởng là cái chìa khóa đó mình mở cửa chứ hóa ra không phải nha các bạn nha. Cái này là mình phải mở cái ống cống. Cái này ta gọi là ống cống hả ta? Đúng rồi, ống thoát hơi đó. Ống thoát hơi à. Ok, đúng rồi đó. Bây giờ tôi lấy cái bàn nè. Rồi, để thêm cái bàn vô nè. Rồi leo lên. Ê, ê. Rồi ok, sau đó chúng ta sẽ lấy cái tu vít ra, chúng ta quặn con ốc nè. Ồ. Ok. Quặn. Ê. Ê, đó quặn rồi ok, sau đó là tháo được cái này ra rồi mình nhảy lên. Ủa, vậy mình thấy được con mày nè. Ok, thầy giáo vẫn đang còn nằm ngủ nha các bạn nha, thầy giáo vẫn đang nằm ngủ. Rồi bây giờ chúng ta thoát ra ngoài thôi. Ui, cái chỗ này là nguyên một cái đường gọi là ống khói luôn bạn ơi. Cái này ui, cái này là sao qua được ta? Hình như là phải bắt cua nè. Cái này là siro nha. Siro là sẽ giỏi nè, còn tôi không chơi, tôi không có quen bắt cua. Ok, nhảy qua đây. Oh my god, rơi xuống dưới bẫy rồi. Ủa mà khoan, từ hình như ở chỗ này nó có cái khối nè các bạn, nó đẩy của mình xuống mà mình không qua được. Bây giờ làm cách nào ta? Ui, ở bên dưới kia nó có cái gì đỏ đỏ hay sao? À, hình như mình phải khóa cái đó lại. Đúng rồi, khóa cái kiếm nè ơi. Ok, nhảy ở đây nè, sau đó mình sẽ nhảy qua bên đây. Rồi sau đó mình sẽ qua bên đây bấm cái này để khóa nó lại. Rồi nó hết phun khói rồi đó, nó hết phun khói rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ lên trên. Cẩn thận vậy cho nó nhanh. Rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhảy qua bên đây nè, sau đó nhảy qua bên đây, rồi lại nhảy qua bên đây. Rồi bây giờ là qua được rồi đó. Ok, qua được rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ là sẽ qua bên đây rồi sau đó làm gì nữa ta? Ủa? Lấy bóng làm gì vậy? Ở chỗ này nó có cho chúng ta những cái trái banh nè các bạn, nhưng mà cái trái banh này để làm gì ta? Sao mày biết không? Trời á, tôi nghĩ là trời. Trời cái ông kìa. Ồ, điều gì quá, cái sắp té kìa. Ủa chứ làm gì bây giờ? Trời trời. Ôi, có cái nút bên đây phải không? Nè, có cái nút, có cái nút. Ồ, đúng rồi, chọi vô cái nút. Sau đó cái này nó sẽ đưa lên đưa xuống rồi mình leo lên. À, nhảy qua đây. Rồi ok, sau đó nó đưa mình lên trên rồi mình nhảy qua bên kia nữa là xong. Ôi trời. Ôi tính ra tôi chọn chế độ khó mà tôi thấy nó cũng dễ ẹt các bạn ơi, nó có gì đâu khó nha. Tôi khó mà không nghĩ sao thoát khỏi cái lớp học mà bự nên siêu VIP Pro này không thấy không? Cái lớp học vô kỳ vậy. Ê khoan, ở trên hình như tôi thấy còn có laser nữa kìa. Laser ông đi cẩn thận nha. Trời ơi nó chặt ông ta chăm sát nha ông nội. Rồi, ở bên này thì hình như là mình sẽ phải nhảy qua bên mấy cái gió nè các bạn. Ok, mấy cái gió này để mình bay lên, sau đó là qua bên đây. Ui, tính ra là dễ mà ta, thoát qua mấy cái này dễ ẹt à. Mình thấy này nó cũng không quá khó để mình bắt cua các bạn ạ. Rồi, hết dễ chưa? Ồ, ở chỗ này là có laser nè. Trời đó ơi. Giờ là mình phải nhảy qua mấy cái này nè. Ê, ui, ui. Ok rồi, qua được rồi, dễ ẹt. Trời, sao mày thấy không? Tôi trình độ của tôi. Hả? Giỡn đó, tôi giỡn đó chứ tôi chơi được mà. Đây à, chờ nè, này nó xuống nè, nhảy lên. Bây giờ Sam tin không? Từ đây đến cuối màn tôi không thua thêm một màn nào luôn. Thua một trận nào luôn nè. Bây giờ nha, tôi thua một mạng cho Sammy gọi là búng chán tôi cái. Ok. Rồi. Xem coi ông làm gì. Bây giờ qua bên đây, nhảy nè. Nhảy nè. Nhảy nè. Nhảy nè. Nhảy nè. Ôi trời ơi, quá là đơn giản luôn. Dễ gì mà có thể búng chán được tôi hả Sam? Rồi mở cửa ra đi qua đây. Qua bên đây thì ở chỗ này nó có cái nút bấm gợi ý cho mình để làm gì ta? Ủa? Cái nút hả? Cửa mở không có được các bạn ơi. Hình như là mình phải leo lên cái ống khí này nữa nè. Bây giờ sắp đồ không? Sắp à, đồ. Đây cái cầu hang đây. Để cầu hang vô đây nè. Ông để mà ông xiên dưới vậy. Sao nó ngã vậy ta? Ok rồi, lại. Trên đây á là nó đang bị quặn lại bởi mấy cái cây đinh rồi. Đinh là phải cần cái búa. Đinh là phải cần cái búa. Tìm cái búa hả? Từ cái búa nó có nằm ở bên dưới mấy cái thùng này không ta? Cái búa đi tìm. Ê! Hình như ở trên này nè. Rồi lừa. Rồi lấy được cái búa rồi nè. Tính ra nãy giờ có cái cầu thang không chịu dùng đi, dùng mấy cái kia làm gì không biết nữa. Ok, lấy cái cầu thang qua bên đây. Để lại. Trời ơi thiệt luôn á. Rồi ok, đập ra nè. Đập ra. Ủa sao đập ra không được? Đập không được, hình như là mình chưa đủ cao, mình phải cần cao hơn. Rồi ok bạn ơi, mình đã xếp một cái thùng lên như thế này rồi nè. Bây giờ bọn mình chỉ cần leo lên trên thùng này, sau đó nhảy lên đập vô cái khúc cổ này. Ủa hình như phải đập trúng á. Ê. Ê. Yeah, rồi, giờ nhảy qua. Ok. Mệt quá trời ơi. Mệt lắm luôn á. Ủa rồi, bây giờ làm sao qua bên kia được? Chỗ này bị chặn rồi. Ôi, rồi. Rơi xuống dưới. Trượt xuống. Ôi, cái này phải trượt xuống dưới nè. Ok, bên dưới này nó có gì bên dưới ta? Để từ tôi đang hơi lo nha. Đây, nhảy xuống dưới đây nè. Ủa, vô cái trường học rồi. Ra được ngoài lớp học rồi, vậy là mình thoát ra ngoài được á. Thầy giáo vẫn đang nằm ngủ ở bên trong kìa bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra ngoài nè. Đây. Cái trường. Ui! Ui thầy giáo đuổi kìa, chạy đi!
chạy đi ông ơi. À không phải là bấm mà chúng ta phải dùng mấy trái banh này để chọi vô bạn ơi. Nhanh. Oh my god, thua rồi. Làm lại. Lần này phải thắng nha, ok đi qua đây nè. Ôi hay giáo đuổi rồi. Ok coi. Lấy trái banh nè, rồi chạy. Đây, cầm trái banh ném vô đây đúng không? Đúng rồi. Ném nè. Ok, rồi. Một cái. Thầy vẫn đang đuổi sau lưng kìa bạn ơi. Ôi thầy ơi, em nói thầy nghe nè, em học sinh giỏi, lúc nào cũng thật thà khiêm tốn. Em được 10 điểm ở trên lớp cho nên là thầy làm ơn tha cho em đi. Ném nè. Ok, được rồi. Được hai cái rồi. Ôi. Cái cuối cùng. Lấy trái banh nè. Ok, vòng lại. Cái này phải đi đường vòng nha các bạn nha. Mình mà chỉ cần mình đi sai đường một cái thôi là thầy sẽ bắt được mình liền. Ok, chuẩn bị nè. Ném. Ôi, yes. Được rồi. Đi. Hình như cửa mở rồi đó. À đây, chìa khóa đây rồi, chìa khóa. Chạy lui luôn. Oh my god, thầy vẫn đang đuổi sau lưng các bạn ơi. Thầy ơi, tha cho em lần này đi thầy. Rồi thầy đuổi kế bên mình, sát kế bên mình luôn các bạn. Nhanh. Ôi. Chạy qua. Ok. May quá, thoát rồi. Oh my god. Đau tim quá bạn ơi. Thầy chạy sát nút rồi đó mà. Ok, và bây giờ chúng ta đang ở bên cái khu nào đây? À, cái này là học sinh đến học thể dục quá. Đúng rồi. Ok. Ở chỗ này thì chúng ta có một cái nút, bấm vào cái nút này. Có gì không? Ủa có gì không? Ủa sao không có chuyện gì xảy ra vậy? À rồi, tôi hiểu rồi, hình như ở chỗ này là mình phải lấy cái ghế này nè. Sao mới biết lấy ghế làm gì không? Không. Mình lấy cái ghế này mình leo đây nè, sau đó mình sẽ đặt ra để cho nó chống qua bên kia, hiểu không? Là mình nhảy qua bên đó. Ủa sao hay vậy? Đó đúng rồi, thấy không? Rồi bây giờ mình chỉ cần nhảy qua rồi mình đi qua bên đây thôi. Đó, rồi sau đó mình sẽ lấy cái ghế này nè, sau đó mình qua bên đây mình đặt qua thêm lần nữa rồi mình đi qua bên kia. Thấy tôi thông minh không? Trời ơi. Ok, sau đó mình sẽ lấy trái banh nè, rồi mình sẽ ném mình cho cái nút trên đây đúng không? Ném vô. Học bài. Dẻo à. Ném lần nữa trúng chứ. Này bà ném đi. Bà ném đi. Bà ném đi. Ném cái nút trái đúng không? Ừ. Trời ơi, xoay con chuột còn xoay không được nữa. Xoay con chuột mà 8 tiếng đồng hồ mới xoay xong rồi. Sao mà dơ xuống hình dơ lên nó xuống vậy? Bởi vậy á mà Phong chơi được mới hay, hiểu không? Đó, ok, bây giờ qua bên đây nè. Rồi chỗ này qua sao nữa? À lên đây, leo đây. Sau đó là nhảy qua bên đây. Rồi, tiếp theo nữa là làm cái gì đây trời? Ê sao càng ngày càng khó vậy? Hình như là nhảy qua bên đây. Rồi ok, sau đó là nhúng. Ui cái này để mình nhúng lên nè. Ok, giờ mình sẽ chạy qua. Mình phải chạy thật là nhanh qua, không thôi là mình bị té ở dưới là mình thua, sao hiểu không? Đúng rồi. Rồi chuẩn bị nè. 3 2 1. Ôi qua đây. Rồi tiếp. Rồi dây nè, nhảy nè. Ok, rồi. Qua được. Ôi trời, Phong mà, Phong hơi bị bị rồi. Chỗ này là mình phải chỗ này phải khéo léo. Chỗ nha. Này phải cẩn thận nè. Chỗ này lãnh đường nó nhỏ xíu luôn các bạn ơi. Ok, mình phải vừa đi mình vừa nhìn xuống dưới đất vậy nè cho chắc ăn các bạn ạ. Ok. Ui lại chỗ này bắt cua nè hả? Ui. Ui trời ơi, mấy cái chỗ bắt cua này hơi bị khó luôn á. Hey. Ui. Ui qua được rồi. Có một cái bí quyết này chỉ cho các bạn chơi này nha, đó chính là mấy bạn sẽ sử dụng cái gì ta, ở phía giữa màn hình của bạn, bạn thấy cái cục tròn tròn ở giữa màn hình không? Đó, con chỏ chuột á, mấy bạn hãy để vô giữa thế này nè, mấy bạn chỉ cần đi theo con chỏ chuột này vô giữa thế này thôi là được, đó thấy không? Đó, trời. Không mà. Mẹo vặt của Roblox nha. Ok. Giờ leo cầu thang. Leo qua bên đây. Rồi. Ủa? Gì đánh nhau vậy? Cái này là cái này là mình đi qua là nó sẽ đánh cho mình bị văng xuống dưới, sao hiểu không? Mình bị tung xuống dưới á. Ok, giờ mình sẽ đi qua thế này luôn. Ui. Đi mình đi cẩn thận là qua. À, đó ok. Đi qua được. Ok, giờ chỗ này bấm cái nút này để nó xuất hiện. Ôi, cái dạ. Wow, cái này mình đu qua nè. Nhảy xuống. Nhảy xuống dưới luôn. Không, cái này là dễ á mà tại vì không chơi gà á, sao hiểu không? À coi làm lại nè. Nhảy nè. Nhìn không luôn, vậy sao làm nữa ơi? Sao chơi đi. Cái này rớt xuống sao? Nhấn cách. Rồi. Ok. Rồi. Sam chơi coi sao. Ui rồi Sam cũng vậy thôi, Sam cũng đâu có chơi được hơn Phong đâu, thấy không? Trời ơi, thấy không? Bởi vậy bạn mình mà không giúp cho Sam giải mã cái trò này là Sam còn lâu mới thắng được. Từ từ, bình tĩnh bà, từ bà đã chơi game này dở, bà nhờ tôi để từ từ thấy không? Được rồi nè, thấy không? Trời ơi, đó. Bây giờ mình nhảy qua mấy này thôi, trời. Hồi nãy là không diễn đâu, em hiểu không? Không giả vờ, bị té thôi. Ok, rồi đi qua bên đây nè. Bên này muốn mở cửa được thì mình phải ném được cái quả banh này vô trong cái bóng rổ kia. Ok, ném nè.
Yes, được luôn. Ủa, trời ơi, ghê không? Ủa, anh tôi thấy gì đó? Lúc qua. Ủa, trời ơi, hồi nãy là thầy đuổi mình là đuổi gọi là chạy bộ nha, bây giờ thầy chơi thầy chuyển qua thầy dùng xe luôn bạn ơi. Kỳ không nha. Ôi, trời ơi, lắc đầu rồi. Đâu. Ui, thầy chạy xe nhanh lắm luôn á, chạy không kịp ơi. Thầy chơi công nghệ rồi, ai chơi lại. Cái bên luôn. Ơi, chạy vòng tròn. Sao mà ông ngụm chiêu ngư ông thầy vậy? Thôi không chơi được đâu. Thôi chạy. Chạy. Đố thầy bắt được em đó. Ok, chạy thôi. Giờ sao hả? Không biết nữa, bây giờ mình phải nhìn xung quanh nè, chỗ này là cái cửa nè. Nhưng mà muốn vào cái cửa đó phải cần dùng đến cái gì không? Để nhìn mình phải nhìn xung quanh sao hiểu không? Mình phải quan sát xung quanh. Đó, thầy vẫn đang đuổi sau lưng các bạn ơi. Hình như là cái mũi tên, hình như là vô trong cái phòng đó thật á. Ok, đi vô phòng thôi coi. Ui, chạy nhanh lên, thầy vẫn đang đuổi. Ok, vô đây. Ủa, vô đây mà thầy vẫn đuổi hả? Rồi đi vô toilet luôn. Thầy đuổi toilet luôn. Đóng cửa lại. Trời ơi. Khó quá à. Hình như là có ba cái cửa, mình phải chọn cái cửa đúng hay sao á. Có cái toilet được chọn á. Ok, được rồi. Chạy nhanh thôi. Ok, giờ mình sẽ cố gắng chạy thật là nhanh để thầy không đuổi kịp mình nha các bạn nha. Ok. Ôi không được chị á. Toilet nào, cái toilet thứ ba không phải nè. Ủa, cái nào cũng có hình chị á nè. Hay là cái này. Ủa? Thầy ơi! Ở giữa hả? Trời ơi, em tôi tưởng hai cái kia. Ok, bây giờ bọn mình đã biết là cái cửa ở giữa rồi nha các bạn nha. Mình sẽ mở cửa ở giữa. Rồi, có cái này, lên. Ok, vô được rồi. Rồi. Ghê quá à. Nguy hiểm quá bạn ơi, ok. Ê, bây giờ ông thầy đi bằng xe, không biết mốt ông thầy đi bằng gì, chắc thăng hả? Tí nữa chắc thầy đi bằng xe đua luôn á. Ok, rồi bây giờ qua đây nè. Lụm trái banh, hình như là phải cái ném. Ủa, lần này là phải ném trúng cái cục màu đỏ đang chạy qua chạy lại phía trước các bạn. Ok, canh nè, coi phòng nè. Ngầu quá đúng không? Sao thấy phòng ngầu quá đúng không? Trời ơi, một phát một rồi. Hay gì trời. Phong đã nói mà, Sammy cứ yên tâm gì chứ mấy game này á, Phong thắng phút 1 à. Trời ơi. Phong thắng để cho Sam gọi là tâm phục khẩu phục phải không? Trời, có mấy cái trò này thôi. Ui, cái này né là ve nè. Cái gì vậy? Có mấy cái trò đơn giản không sao né được. Có mấy cái trò đơn giản cái này rồi. Mà Sammy cũng sợ nữa. Tại vì nãy có hạt bụi nó bay vô mắt tôi á, cho nên tôi không thấy đường. Sam nhìn giúp tôi cái hạt bụi. Tôi cũng có kỹ bây giờ. Ok, tiếp. À, nhưng mà hình như hồi nãy giờ bà Sammy bà quên gì đó bạn ạ. Mình có bảo là nếu mình thua một bạn. Ây da, trời ơi, né được. Mà tính canh cho tôi thua nữa vậy, không có chuyện đó đâu. Chui qua ác gì đâu. Rồi, chui qua ống khói, đi tiếp. Ok, à, bên nào ta? Ở đây có hai bên hả? Ở bên này. Bên này. Ok. Rồi, ok. Bây giờ chỗ này, nhảy xuống dưới. Ủa, sao nhiều ống có? Ủa, sao nhiều ống khói quá vậy? Ai biết trường này to mà. Ủa, còn nữa hả? Ôi, tên ra ngoài được nè. Ôi, thầy giáo kìa. Hình như tôi mới thấy thầy giáo lướt qua đó kìa. Từ. Có khi nào tí nữa thầy giáo sẽ lấy xe đua ra đua với mình không ta? Mình chứ mà thấy thầy giáo bên kia kìa. Ok. Qua bên này. Cái này là gì đây? Pin hả? Nước ngọt hả? Làm gì? Ui, nước ngọt. Tăng lượng. Ui, tăng tốc độ chạy. Ui, cái này vui này, vui nè. Nhảy ra bắt cua nè. Ui. Quá đỉnh luôn ấy. Quá đỉnh luôn. Ui. Wow, đỉnh quá. Trời ơi, bây giờ nè, không thể nào thua được. Tôi chưa chú. Ok, được. Rồi, lỗi lại. Này làm được nè, lần này một phát một ăn luôn nè. Mày kỹ không? Hey, một phát một qua luôn nè. Lần này mà thua cho bà đánh tôi 10 cái luôn. Nhớ nha. Nhớ. Lần này qua thì tôi không đánh, mà lần này không qua tôi đánh 10 cái. Đó thấy không? Quê. Chạy quá. Dạ tôi đi, tôi uống ngậm nước vô, tăng tốc độ não. Ngoài đời á rồi. Son Goku, vô nè. Coi tôi nha, nhảy nè. Ok, Sam coi tôi rồi nha. Ê, nhảy qua đây. Từ nãy giờ tôi chỉ giả vờ thua cho bạn cười chơi, chứ thật ra tôi chơi hơi bị đỉnh luôn á. Ok. Thật, trời ơi, tôi giả vờ cho Sam cười, Sam vui thôi. Cười biết nào đâu. Cười không mà. Thôi, nhưng mà ít ra tôi vẫn chơi gọi là hay hơn bà được rồi. Ok.
Ôi. Ui. Ok. Ui. 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 Nó ghê quá. Ok. Ui. Cái chỗ này là phải mình cái chỗ này là mình phải canh kỹ á bạn. Ui. Ok, qua được rồi. Mệt quá. Qua được rồi. Tiếp theo mình sẽ mở cửa. Chào em nha. Trời ơi. Cái gì đây? Chơi xe cày à? Ui đùa. Wow, thầy đi xe đua. Bà thấy tôi nói đúng không? Y hệt luôn. Thầy chắc chắn thầy sẽ đi xe đua nè. Trời ơi, thầy ngồi trên chiếc xe màu xanh luôn. Thầy ơi, thầy đổi xe cho em được không? Đứng lên trong người đâu, đúng không? Ơi, hình như là cái bụng của thầy bự quá. Thầy ngồi vô ghế không được rồi. Thầy ngồi những cái đầu xe kìa. Trời ơi, okay, được rồi. Bây giờ mình sẽ leo cái xe màu đỏ nè. Đùa với thầy luôn. Ok, bắt đầu đi thầy. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, chào mừng thầy ở thứ hai rồi. Đồ, thầy chạy nhanh hơn mình rồi. Không được, mình không nào thua thầy được. Ok, ui. Đó, dưới đây. Ủa, có cái này tăng tốc độ nè. Tăng tốc độ nè. Đó, ok. Không thua thầy được đâu, yên tâm. Có Phong ở đây rồi. Qua bên đây, qua đây. Ui, sao thầy lái xe chiến thế thầy ơi, đợi em với. Thầy gì học sinh bây giờ cũng lái xe chiến học sinh luôn. Trời ơi, thầy lái xe chiến quá vậy. Trời ơi, ok, ui, ok. Cố lên. Thầy cũng biết gọi là bước vô mấy cái tấm này để tăng tốc độ xe luôn nha. Thầy cũng biết nha, chứ phải không biết đâu. Thầy giữ nha. Oh no, mình sợ mình thua thầy quá bạn ơi. No. Rồi, sắp được rồi. Phải tránh kìa. Ồ, chỗ đó khó đó, không phải dễ đâu. Làm lại, lần này chắc chắn được, Sam yên tâm. Lần này có kinh nghiệm rồi. Vô, đó lần này, ok. Ui, xe hình như là thầy có nạp tiền vô xe nè, thầy sơn xe nè, xe chạy nhanh. Thầy lắp hai cái pô phụ sau. Thầy sơn xe vô cho nên là xe thầy chạy nhanh quá. Ủa, xe không có màu, không có chuyện kỳ vậy? Không, bà nhìn đi, thấy không? Cái tướng của tôi nhỏ hơn tướng của thầy, thầy to con hơn mà xe thầy vẫn chạy nhanh hơn, nghĩa là xe của thầy xịn hơn, hiểu không? Không nhận không? Không nhận. Ok, không sao, không sao. Trời ơi. Không sao, chỉ cần mình cố gắng chút xíu là được bạn ơi. Không có gì là không thể, chỉ sợ lòng không bên. Rồi. Ok, ui gần bằng thầy rồi, ui vượt thầy luôn nè, vượt thầy luôn nè, quay, cố lên, đi giữa được không? Đi giữa được thì sao? Mình đi. Ok, hay quá. Yeah, ok, xếp thứ nhất luôn, qua luôn nè, bùm, ui vẫn còn hả? Rồi tiếp, chiến thắng, trời ơi thầy buồn quá bạn ơi, thầy buồn quá, thầy đập mặt vô cái xe luôn, trời ơi. Ok, bây giờ mình qua bên đây. Ui, hình như là mình đã thoát ra được bên ngoài rồi nè, nhưng mà vẫn còn thử thách nha bạn nha. Thử thách bên này là gì đây? Gì ngoài đường thấy ghê vậy? Leo lên cái cột. À, leo lên cái cột này. Trời ơi. Làm từ nãy giờ tôi phải đi tìm cô hiểu. Không? Ok, qua đường nè. Rồi, chạy qua. Hây. Hây. Tôi chưa bao giờ thua này được. Hây. Oh yeah. Ây da, trời ơi, chật khớp tay. Thôi, tôi về nhà. Ok, là từ bình tĩnh rồi. Bình tĩnh, tôi sẽ cho Sam thắng game này, yên tâm. Ok, nhà quá trời. Bình tĩnh. Nhảy nè, lặp lại nè, nhảy xuống. Yeah. Làm được rồi, yeah. Ok. Không nghe vậy trơn á, bà nãy á, bà nói tôi chơi dở rồi đúng không? Tôi qua đó bà hối hận chưa? Ờ, bà đi về à, tôi không chơi thắng game này cho bà đâu, cho bà cay chơi. Đi vô đây. Thôi, xin lỗi, đi vô đây. Lại. Ok. Trời ơi, tôi giúp bà thắng cái game này à, bà còn giỏi tôi nữa. Nhảy xuống nè. Ok. Ui, cổng trường học. Chúng ta đã thoát ra khỏi trường học rồi. Yeah, bà thấy không? Tôi đã giúp cho bà chiến thắng game. Ủa gì vậy? Hình như tôi thấy cái gì đó sai Sam ơi. Sao cổng trường có bác hồ về là vậy? Ôi thầy giáo. Ôi my god. Thầy giáo sử dụng bằng một cái cây súng. Trời, cái cây súng này nó bắn ra mấy cái quyển vở kìa bạn ơi. Ôi đâu. Trời, mấy cái quyển vở này nhanh quá, mình không né kịp luôn á. Không có được, không có chạy xe xa được. Tại vì mấy quyển vở của thầy này nhanh quá, với lại xe thầy. Ủa thầy đang ngồi trên cái xe gì mà có thêm hai cây đại bác nhìn giống cái xe tăng vậy? Trời ơi, tôi nói rồi đúng không? Quốc thầy đi xe tăng mà. Thôi được rồi. Thầy à, thầy em đã không muốn gọi là làm hại đến thầy vậy mà thầy vẫn không tha cho em. Vậy thì xem đây. Hãy xem em đây. Cái gì vậy? À, rồi chết queo rồi. Ây da. Bà biết cái này là cái gì không? Không. Cái này là giống như kiểu gọi là mấy cái ống mà thổi ra mấy cục giấy á. Đó, ok. Phun thầy nè. Huy. Huy.
Ôi ôi ôi, phụ 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 đúng rồi, may ra mới thắng được. Thầy chơi độ khó cho nên thầy chạy nhanh lắm. Ôi ôi, tôi cảm giác mình sắp quên rồi Sam ơi. Cái gì vậy á? Cố lên, cố lên, cố lên. Yeah! Rồi xong rồi, thầy sẽ vòng tròn rồi. Thầy như cái pha bông vậy á. Hát chưa, hát chưa? Ủa, xe đây đi, xe biến, xe biến. Yeah. Đi bài, đi bài. Yeah, quên rồi, trời ơi. Ok, ok, sắp về, sắp về, sắp về rồi. Lên xe buýt là đi rồi. À, lên xe buýt rồi. Yeah. 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 Rồi, hết cây chưa? Phong đã giúp cho Sam thắng rồi đó. Ôi trời ơi. Tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không? Ok. Tôi về nhà rồi. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau thoát ra khỏi trường học gọi là ma quái được rồi. Thì Sammy nó đang rất là cay cái game này, bởi vì Sammy chơi mãi không thắng được, nhưng mà nhờ vào sự bro của mình. Kiểu bọn chết hơi nhiều, nhưng mà mình cũng đã giành được chiến thắng rồi các bạn ơi. Và nếu như các bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy Đào để đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha. Tạm biệt, bye bye.